Xin kính chào quý khách. Hôm nay Bích Thủy xin được giới thiệu đến quý khách một cái dòng thuốc trừ cỏ gốc glufosinate. Trước nay thì tập đoàn An Nông chúng tôi sẽ có cái dòng thuốc glufosinate với những cái tên của thương hiệu An Nông, có nghĩa là tên thương mại của tập đoàn An Nông, là dòng thuốc cao cấp do chủ tịch tập đoàn chúng tôi kiến tạo. Thời gian qua cũng đã được nhiều sự ủng hộ của quý khách. Tuy nhiên khi khảo sát thị trường thì Bích Thủy thấy rằng là sẽ có những khách hàng thích sử dụng dòng thuốc glufosinate mà dạng hàng phổ thông giá rẻ. Bích Thủy cũng đã kiến tạo nên hai sản phẩm của gốc glufosinate 150 SL. Đây chúng ta nhìn thấy đây là một nhãn, đây là hai nhãn, đây chỉ là hai nhãn hiệu cho hai cái hình thức bên ngoài thôi, còn chất lượng như nhau. Đây là một dòng sản phẩm mà thuốc trừ cỏ được ưa chuộng nhất. Trước đây thì chúng ta thấy glyphosate là dòng thuốc diệt cỏ, cũng dạng diệt cỏ tận gốc, lưu dẫn, gọi là trái chậm, để được yêu thích trên thị trường. Thì tập đoàn nông cũng đã có rất nhiều tên chinh phục được thị trường. Và lần này với dòng thuốc cao cấp chúng ta vẫn được cung cấp từ trước đến giờ, thì hôm nay chúng tôi có dòng thuốc thông dụng hơn, giá rẻ hơn, để chúng ta phân biệt. Dòng thuốc cao cấp là được nhập nguyên liệu về và phối chế bằng dung môi phụ gia của các nước châu Âu, thành ra cái giá nó sẽ cao hơn, nhưng hàm lượng hoạt chất thì vẫn đúng theo quy định của nhà nước. Nó sẽ chết cỏ rất là nhanh và hiệu lực kéo dài. Đối với dòng sản phẩm thị trường này thì chúng tôi nhập khẩu từ Trung Quốc. Đây là một cái loại thuốc mà được phối chế phụ gia toàn bộ của Trung Quốc nhập về và chúng tôi đóng chai. Thì cái giá nó sẽ mềm hơn và hàm lượng hoạt chất cũng bằng theo quy định 150g trên lít. Và sắp tới thì chúng tôi cũng có dòng glufosinate 200 SL. Hy vọng là thị trường sẽ chấp nhận hai dòng thuốc mới. Dòng thuốc phổ thông với hàm lượng 150 SL và 250 SL. Rất mong là quý vị chúng ta nếu quan tâm thì hãy liên hệ với Thủy số điện thoại 0934779900, hoặc chúng ta có thể lên Google search tập đoàn An Nông thì chúng ta gửi mail cho Thủy. Và rất mong rằng là cái việc mà ra thị trường hai sản phẩm này giúp cho doanh số của công ty đạt được cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện nay thì thị trường thuốc diệt thực vật nói chung và thuốc trừ cỏ nói riêng là một thị trường rất là cạnh tranh khốc liệt. Tuy nhiên mỗi công ty sẽ có một cái thế mạnh của mình. Thế mạnh của công ty nông trước nay vẫn là thuốc trừ cỏ rất là tốt và rất là đi trước với thời đại, hoặc là có những cái sản phẩm mà chúng tôi nghiên cứu đưa ra thị trường rất phù hợp với đồng ruộng Việt Nam. Bà con chúng ta hãy liên hệ với Bích Thủy nha. Xin nhắc lại, dòng glufosinate với giá thị trường có hai màu nhãn, được kinh doanh ra thị trường, được phát ra thị trường song song với dòng thuốc cao cấp của tập đoàn An Nông. Mong rằng bà con ủng hộ Bích Thủy. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại, liên hệ với Thủy liền nha. Để làm gì? Có giá tốt và có nhiều khuyến mãi cho bà con. Số điện thoại 0934779900, hoặc chúng ta sẽ bình luận ngay dưới cái clip mà Thủy đăng chương trình này. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.